10 dấu hiệu ở móng tay cho bạn thấy vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Móng tay và móng chân của bạn được cấu tạo từ các tế bào chết đã trở nên cứng và được đẩy lên bề mặt ngón tay và ngón chân. Chất liệu màu mềm này là protein gọi là keratin, rất cứng và chắc để bảo vệ da khỏi tổn thương. Khi cơ thể bạn có vấn đề, móng tay thường bắt đầu thay đổi về hình dạng, màu sắc và kết cấu. Điều này có thể cho chúng ta những manh mối về những gì đang diễn ra bên trong cơ thể. Ví dụ, nếu móng tay của bạn mạnh mẽ và mịn màng, đây là dấu hiệu tốt cho thấy bạn đang khỏe mạnh và đang nhận đủ các khoáng chất và vitamin trong chế độ ăn uống của mình. Tương tự, nếu có màu hồng đều dưới móng tay, điều này cho thấy các tế bào dưới móng cũng khỏe mạnh. Tuy nhiên, nếu móng tay bắt đầu thay đổi về ngoại hình như nứt, nhợt nhạt, dày lên, trở nên mờ đi hoặc hình thành các đường rãnh, điều này có thể chỉ ra rằng bạn có vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Nguyên nhân thường gặp nhất gây ra các vấn đề về móng tay, móng chân là bạn đang bị thiếu hụt dinh dưỡng, không đủ vitamin và khoáng chất trong chế độ ăn của bạn. Bạn có vấn đề tiêu hóa, khả năng hấp thụ protein, sắt và các khoáng chất của bạn kém làm giảm lưu thông máu đến móng. Bạn bị do chấn thương vật lý vào nền móng hoặc cắn móng quá mạnh, hoặc đi giày quá chật. Bạn bị căng thẳng quá mức, mức độ cao của hormone cortisol có thể gây tổn thương thần kinh, ảnh hưởng đến sự phát triển của móng. Các vấn đề tuyến giáp cũng có thể gây ra thay đổi ở móng và các tế bào da xung quanh móng của bạn. Hoặc đơn giản là do bạn bị thiếu oxy trong máu do tuần hoàn kém, làm cho lưu lượng máu và oxy đến ngón tay, ngón chân của bạn rất ít. Tiếp theo trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu 10 dấu hiệu thông thường mà móng tay có thể cho thấy về các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. 1. Móng dễ gãy. Nếu móng tay của bạn rất mềm, dễ uốn và mỏng, hoặc dễ gãy và nứt, điều này thường liên quan đến việc thiếu folate, sắt, biotin hoặc canxi. Điều này thường không phải do bạn không ăn đủ các chất dinh dưỡng này, mà vì bạn không hấp thụ chúng từ thức ăn do vấn đề tiêu hóa. 2. Móng phù. Móng phù là tình trạng móng tay dần dần trở nên to, dày và có hình dạng tròn, phình ra. Các đầu ngón tay hoặc ngón chân sẽ phồng ra. Khi móng phát triển, nó có thể còng xuống dưới mép ngón tay, ngón chân. Đây thường là dấu hiệu của việc thiếu oxy trong máu, gây sưng và các vấn đề với móng. Nguyên nhân tiềm ẩn thường bao gồm tổn thương gan, vấn đề tim mạch, bệnh phổi, S hoặc bệnh viêm đường ruột. 3. Sọc dọc. Những đường nhỏ, mịn chạy từ đỉnh móng đến đáy là bình thường. Tuy nhiên, nếu chúng phát triển thành các rãnh lớn hơn, sâu hơn, thường do thiếu hụt vitamin B12 và sắt từ các protein động vật, gây lưu thông oxy kém dẫn đến sọc ở móng và các dây thần kinh xung quanh. Trước khi tiếp tục, nếu bạn thấy thông tin này hữu ích, hãy nhấn nút thích, đăng ký kênh và bật tất cả thông báo để bạn có thể cập nhật thêm những thông tin mới nhất về sống khỏe sống thọ nữa nhé. Dấu hiệu thứ tư, đốm trắng. Nếu bạn nhận thấy một vết nhỏ hoặc đốm trên móng, điều này thường do thiếu kẽm khi phần đó của móng đang hình thành. Nếu nó ở giữa móng, có thể đã xảy ra khoảng 3 tháng trước. Kẽm quan trọng cho việc xây dựng protein móng và sự phân chia tế bào. Thiếu kẽm thường do ăn quá nhiều đường, bánh kẹo, đồ ngọt và thức ăn nhanh trong một lần ngồi. 5. Móng trắng toàn bộ. Nếu toàn bộ móng của bạn trở nên trắng toàn bộ, điều này có thể là dấu hiệu nghiêm trọng của việc thiếu albumin, một protein trong máu. Điều này có thể do bệnh gan, vấn đề tim mạch hoặc khả năng hấp thụ protein kém do vấn đề tiêu hóa như thiếu axit dạ dày. Điều này có thể xảy ra với những người đã dùng thuốc kháng sinh hoặc những người có đột biến gen. 6. Móng xanh. Nếu da dưới móng tay của bạn bắt đầu thay đổi sang màu xanh tím, điều này cho thấy không đủ oxy đến móng từ máu. Điều này xảy ra khi các động mạch và tĩnh mạch không lưu thông máu đúng cách, gây ra sự tích tụ máu không oxy hóa dưới móng. Điều này có thể được kích hoạt bởi quá lạnh, tê cống, mức độ estrogen cao, sử dụng quá nhiều dụng cụ công suất hoặc căng thẳng mãn tính. 7. Nấm móng. Một tình trạng rất phổ biến là khi nấm mốc nhiễm vào nền móng và làm móng bắt đầu dày lên, chuyển sang màu vàng và cuối cùng chuyển thành đen. Đôi khi móng có thể tách ra khỏi nền móng và rụng đi. Nhiễm nấm thường xảy ra khi hệ miễn dịch yếu và thiếu các chất dinh dưỡng như kẽm, retinol và vitamin D. Bạn có thể điều trị nấm móng bằng cách thoa Vaseline pha với baking soda và dầu oải hương mỗi sáng cho đến khi nấm chết và móng mọc lại khỏe mạnh. 8. Sọc đen hoặc nâu. Một đường sọc đen hoặc nâu duy nhất từ đỉnh móng đến đáy là tình trạng có sự phát triển quá mức của một sắc tố, melanin, tích tụ dưới tấm móng.
Điều này có thể dẫn đến ung thư, melanoma, vì vậy rất quan trọng, bạn hãy đến kiểm tra ở các cơ sở y tế. Nguyên nhân của biểu hiện này thường do thiếu sắt HBE, vitamin B12 hoặc quá nhiều sắt nguyên tố tích tụ trong cơ thể, hemochromatosis. 9. Móng hình muỗn. Móng hình muỗn là tình trạng móng bắt đầu cong ngược, với một vết lõm ở giữa, giống như một cái muỗng nhỏ. Điều này thường do mức độ sắt HBE thấp trong máu của bạn kém. Đây cũng là một loại của thiếu máu. 10. Đường sọc ngang. Nếu bạn bắt đầu có các đường ngang và nhận thấy móng không còn phẳng mà có các đường gờ từ trái sang phải, điều này thường cho thấy bạn thiếu các vitamin nhóm B, đặc biệt là vitamin B7, biotin. Biotin tham gia vào việc xây dựng protein trong móng và thúc đẩy sự phát triển của tế bào. Vì vậy, thiếu hụt biotin móng có thể bị biến dạng theo cách này. Bây giờ bạn đã biết về một số dấu hiệu mà móng tay cho thấy về sức khỏe của bạn. Hãy cùng khám phá 5 mẹo lối sống để tăng cường và khắc phục các vấn đề về móng một cách tự nhiên nhé. 1. Bổ sung men dinh dưỡng. Hãy bắt đầu bổ sung ít nhất 2 muỗng canh men dinh dưỡng hàng ngày để cung cấp cho cơ thể bạn các vitamin nhóm B như thiamin, biotin, niacin. Các vitamin cần thiết này giúp cơ thể bạn tổng hợp protein mới như keratin, chất liệu cấu thành móng. 2. Ăn hải sản có vỏ. Bạn hãy ăn các loại hải sản 2 lần mỗi tuần như nghêu, tôm, hàu, cua. Chúng chứa nhiều vitamin B12 và sắt, hai chất dinh dưỡng quan trọng giúp các tế bào hồng cầu vận chuyển oxy và dưỡng chất đến nền móng. 3. Ăn protein chất lượng cao. Ăn các loại thịt bò ăn cỏ, gan, thịt đỏ, trứng nuôi thả và cá hồi hoang dã. Những protein này giàu retinol, dạng hoạt động của vitamin A, hỗ trợ quá trình sừng hóa và xây dựng các tế bào móng mới mạnh mẽ hơn. 4. Uống giấm táo. Uống một muỗng cành giấm táo trong một ly nước trước mỗi bữa ăn. Điều này giúp dạ dày bạn phân hủy và tiêu hóa các vitamin và khoáng chất đã thảo luận ở trên. Điều này càng quan trọng khi bạn càng lớn tuổi, vì khả năng hấp thụ dưỡng chất của chúng ta giảm dần theo tuổi. 5. Bổ sung khoáng chất vi lượng. Nhiều đất nơi chúng ta trồng thực phẩm đã bị canh tác quá mức và thiếu khoáng chất vi lượng như kẽm, silica, boron và molybdenum. Điều này có thể làm suy yếu cơ thể chúng ta vì chúng ta cần các khoáng chất này để giúp chúng ta tạo ra các protein như mô móng, collagen và hemoglobin. Bạn có thể bổ sung khoáng chất vi lượng lỏng vào một ly nước mỗi ngày. Theo thời gian, điều này sẽ cải thiện sức khỏe của làn da, mắt, móng tay, hệ miễn dịch và nhiều hơn nữa. Bạn cũng có thể ăn các loại đông và tảo biển để nhận các khoáng chất như tảo bẹ, tảo nori, vì biển vẫn còn giàu khoáng chất. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xem hết video hôm nay, để lại một lượt thích và cảm nhận của bạn, để video được nhiều người biết đến hơn. Và đừng quên đăng ký kênh để xem thêm các video thông tin sức khỏe hữu ích nữa nhé. Như mọi khi ưng chúc bạn sống khỏe, sống thọ, sự giàu có và hạnh phúc tuyệt vời.